hàng loạt các giải pháp đẩy nhanh tiêm chủng đã được tỉnh triển khai, bao gồm cả tiêm vaccine tại nhà. Nỗ lực sớm bao phủ từ 90 đến 100% mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Từ nay đến cuối tháng 11, các địa phương trên toàn tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành 100% mũi 1 cho khoảng 200.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Với sự quyết liệt này, An Giang là một trong số ít địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long cơ bản bao phủ tỷ lệ vaccine, qua đó sớm đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới.